Chào các bạn, bây giờ là mới 5 giờ sáng thôi. Mình dậy sớm mình nấu cơm nếp nha các bạn. Mình nấu xôi. Thì xôi mình gồm có 100g nếp nè, 70g đậu, 70g đậu phộng. Mình cũng đã ngâm, đã rửa xong rồi. Một ít nước dừa. Đây là nước cốt dứa nè các bạn. Và đây là muối nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu nấu. Cho nếp vô. Cho đậu xanh vô nha các bạn. Muối vô. Một ít nước cốt dừa thôi, mình không có cho nhiều nha. Trộn luôn. Cho lá dứa ăn vô cho nó hạ đường nha các bạn. Xôi này năng lượng nhiều đường dữ lắm. Mình nấu đồ ăn mình thích bỏ lá dứa. Như vậy là được rồi nè. Nó sắp sắp mặt là được rồi nha các bạn. Rồi đem để lên nấu thôi. Nấu rất là dễ, rất là nhanh. Mình ăn ít, mình nấu như vậy rất là nhanh. Bây giờ mình để ra mình nấu. Rồi. 10 phút sau là có ăn nha các bạn. Giờ mình lấy hột ra nha các bạn. Nhà mình còn một miếng mít nè các bạn. Bây giờ mình gỡ miếng mít này ra nha.
gỡ ra thành từng múi từng múi. Lát mình sẽ ăn với xôi. Làm xôi Thái mà xôi kiểu của mình nha các bạn. Kiểu lạ. Mình không ăn nước dừa nhiều. Tại vì mít này nó đã ngọt rồi. Hồi nãy trong xôi mình đã có nước dừa rồi. Đó. Giờ mình gỡ mình lấy muối ha. Mít này thì ăn nó bổ lắm nhưng mà nó ngọt nha các bạn. Mình né né bớt. Đậu mình rang còn như đây nè các bạn. Giờ mình hôm nay mình làm muối đậu nha. Mình không ăn nước cốt dừa mà mình làm muối đậu. Tại vì mình sợ đụng tới chất béo rồi chất ngọt đó các bạn. Bớt. Mình ăn luôn cái vỏ nha các bạn. Vỏ là trị tiểu đường. Thành ra mình ráng rang đậu cái vỏ cho đẹp, thật đẹp mình để lại. Ăn luôn. Miếng đường tôi không có ăn nhiều nha. Miếng muối mình trộn lên. Không ăn với là nước cốt dừa. Đáng lẽ ra là phải ăn với nước cốt dừa. Nhưng mà mình biến tấu nó khác đi theo cái sức khỏe và khẩu vị của gia đình. Ăn cái gì cũng nước cốt dừa hết rồi ảnh hưởng tới đường, ảnh hưởng tới béo. Các bạn cứ chế biến theo khẩu vị của gia đình nha. Xôi của mình nó cũng đã chín rồi, nó rất là ngon nha các bạn. Đậu xanh với lá dứa, cốt dừa một ít muối. Rồi sẵn sàng ăn sáng ở đây. Rất ngon. Bây giờ mít mình banh ra. Mình bỏ đông vô. Mình nấu đậu nhiều nó không có được dẻo nha các bạn, nhưng mà nó ngon dữ lắm. Cái này mình ăn kiểu Thái nè, người Thái thì hay ăn như vậy nè các bạn, nhưng mà mình ăn mình tiết chế hơn, nó ngon mà nó phải lành mới được, chứ ăn với nước cốt dừa là ngon dữ lắm luôn á. Mình thì mình ăn kiểu khác, mình ăn với muối đậu, ăn cái kiểu lành mạnh không béo nha, ăn kiểu giảm béo.
Mời các bạn ăn sáng với mình nha. Đây là mít nè. Mít là mít giòn nha các bạn, nó không có ngọt lắm. Xôi thì xôi đậu xanh, lá dứa, cốt dừa. Mình không ăn nước cốt dừa trong ở ngoài, nhưng mình ăn nước cốt dừa nấu với mít. Đây là đậu phộng bỏ vô nha. Đậu phộng rang. Muối mè. Rất là ngon đây. Ai ngại béo, ngại ngọt thì mình ăn theo cách này. Còn ai mà muốn ăn ngon lành thì ăn nước cốt dừa ngon hơn nha các bạn. Đây là cái xôi mà của kiểu người Thái nè. Xin mời. Ăn sáng thôi.